Hello, bên này xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị khán giả gần xa. Thưa bà con, các bạn, xung quanh mỗi một cái sự kiện gì xảy ra ở trên đời này đều có những cái chuyện đều có những cái chuyện nó hài hước vô tận. Phải nói là hài hước vô tận. Bên này thì không có khiếu hài nhưng mà nhìn vào cũng thấy cười ra nước mắt. Ngày hôm trước bên ải vừa mới nói cái chuyện là chính ông Biden ông ấy lộ ra, ông ấy cho cố tình cho thế giới biết rằng ông ấy đã bắn tin qua Thủ tướng Đức rằng thôi Ukraine đừng có mà xin vào NATO nữa thì cái hiểm họa sẽ đến ngay trước mắt đấy, nhưng mà là người Ukraine, ông tổng thống ông không nghe nên là bỏ qua tất cả để rước lấy cái chiến tranh. Thế thì cũng đồng thời ông ấy nói rằng, ông ấy nói cho thế giới biết rằng là gì ạ? Zelensky này chính là con trai của người Mỹ. Tất cả là do người Mỹ thao túng và chi phí, nhưng mà đôi lúc cũng bướng bỉnh. Cũng ngang ngang như Nixon với Thiệu ngày xưa ấy. Và hôm nay thì trong những câu chuyện giữa cách đối xử của người Mỹ và đối với Ukraine hiện nay cũng đầy những câu chuyện cười ra nước mắt. Thưa các bạn, câu chuyện đầu tiên, một vị tướng chỉ huy của người Mỹ, ông ta nói rằng buộc phải bẻ gãy cổ người Nga trong 3 tuần nữa. Thế câu chuyện này nó xảy ra như sau. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình TSN của Ukraine vào chiều ngày hôm qua, tức là ngày 4 tháng 4 năm 2012, tướng là gì? Ben Hodgsy, chỉ huy lực lượng của Mỹ tại châu Âu, là ông ấy dự đoán là trong 3 tuần tới Ukraine sẽ đè lên cổ Nga, và điều các đối tác của Kiev cần làm lúc đó là phải tiến tới rồi bẻ gãy chiếc cổ đó khẩn cấp và mang tới cho Ukraine mọi thứ mà họ yêu cầu. Thế thì muốn bẻ được gãy cái cổ của người Nga ấy, thì có nghĩa là phải lập tức viện trợ hẳn cho người Nga, những người Ukraine những cái gì người ta yêu cầu. Và ông ấy nói thế này: nếu chúng ta không giúp sức, người Nga sẽ bắt đầu hồi phục, mang thêm đạn dược tới và họ sẽ ngộ ra những họ đang làm sai điều gì và tìm cách phát động một đợt tấn công mới. Do vậy, hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn cấp thiết của chiến dịch này. Đấy, Miên Hải xin phép đọc nguyên văn như thế. Và cũng theo vị tướng này thì Ukraine được cần phải cái gì ạ? Cần phải được cung cấp từ Mỹ và các nước NATO những cái thứ sau: vũ khí đánh chặn tên lửa từ xa. Đấy, vũ khí đánh chặn tên lửa tầm xa này, pháo tầm xa, pháo hạng nặng tầm xa đấy, tàu và máy bay có khả năng triển khai tên lửa hành trình, tức là những cái loại máy bay hiện đại nhất ấy, là phải đưa đến cho ngay lập tức. Đấy. Thế thì ông ấy đánh giá về người Nga như thế này: tôi nghĩ sự kiêu ngạo của người Nga về khả năng của bản thân đã phản ánh sai lầm trong khâu chuẩn bị của họ. Việc tướng lĩnh Nga tử trận do sử dụng điện thoại có gắn thẻ SIM của Ukraine là một ví dụ cho sự kiêu ngạo này. Sau đó, vị tướng này nói rằng quân đội Nga có vũ khí hạt nhân và nhiều cơ hội với hàng nghìn binh sĩ. Do vậy, chúng ta phải tận dụng cơ hội ngay lúc này, không thể để cho họ chống cự. Không có gì phải bàn cãi. Vấn đề ưu tiên là giành chiến thắng để khôi phục chủ quyền của Ukraine. Nên đây là mục tiêu của Mỹ và châu Âu. Đấy, đấy là mục tiêu của Mỹ và châu Âu, cho nên là phải khẩn cấp giúp đỡ Ukraine ngay lập tức. Nói theo cách dân gian của chúng ta là ngay và luôn. À, đây là một cái trạng thái động viên tinh thần rất
là lớn khi mà người Ukraine là gì rầm rộ tuyên bố chiến giải phóng được Kiev và ba thành phố lớn phụ cận. Như vậy là không biết cái từ giải phóng của họ thì ta nghĩ thế nào, bởi vì quân Nga người ta chủ động người ta rút khỏi khu vực đấy để tập trung dồn quân về phía đông và phía nam. Và chính trong chiều ngày hôm qua là mùng 4 tháng 4 thì thành phố Mariupol đã thất thủ, 100% thất thủ hoàn toàn. Thế vậy là cái tinh thần và lực lượng của Ukraine đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tất cả lãnh thổ rộng lớn ấy, nhưng mà đều không có thể là như mọi cánh quân đều không thể liên lạc với nhau, không thể ứng cứu lẫn nhau, vân 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 vân. Bởi vì cái sức lực của họ quá yếu đi, họ ngoài cái tinh thần dân tộc ra, nói thẳng thắn, ông tổng thống Ukraine rất biết dựa vào tinh thần dân tộc, nhưng ngoài cái tinh thần dân tộc ra, họ không còn có một cái yếu tố nào để đảm bảo được một sự chiến thắng. Đấy. Thế trong khi cái cách tác chiến của người Nga thì như thế nào? Thưa với các bác là cách tác chiến của người Nga, người ta không phải là ném bom bắn tên lửa ồ ạt và hủy diệt tất cả như là của người Mỹ. Trước khi đánh trận 12 giờ đồng hồ, người ta đã thông báo cho dân cư ở trong các thành phố, những cái điểm, những cái khu vực mà người ta bắn tên lửa đến ấy, phải phá hủy ít nhất là 5 tiếng và nhiều nhất là 12 tiếng. Người ta thông báo đến để cho dư cư dân tránh ra khỏi những khu vực đó, sau đó họ mới oanh kích ấy. Thế nhưng mà cái gì, phía Ukraine thì làm sao ạ? Yêu cầu dân và không cho dân đi ra khỏi những cái khu vực đó, thậm chí là gì, đưa vũ khí đạn dược sơ tán khỏi những cái khu vực vũ khí. Họ còn vũ khí, họ còn đạn dược ở những cái kho bắn cháy rất nhiều rồi, nhưng mà bởi vì họ đưa vào các khu dân cư, đưa vào các khu siêu thị, đưa vào các nhà máy. Các nhà máy thì bây giờ họ sợ quá rồi, họ lại tiếp tục họ đưa vào khu xen lẫn dân cư ấy. Như thế thì họ mới còn có cái sức chiến đấu dần dần ấy, sau khi bị bao vây hết, không còn đường tiếp liệu, mất điện, mất nước, mất linh tinh, nhất là lương thực, thực phẩm mãi rồi cuối cùng hết sức chiến đấu. Rồi thì cái thành phố Mariupol nó mới bị dai dẳng được đến ngày hôm nay ấy, phải không ạ? Đấy, theo xét cho cùng là nó là như thế. Nhưng mà thôi, đây cũng là một cái chuyện phụ thôi. Còn trong khi niềm hy vọng của người Ukraine về những cái vũ khí khí tài hiện đại nhất của Mỹ và NATO chuẩn bị đến nơi để bẻ gãy cổ người Nga trong vòng 3 tuần, thì Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ, ông Blinken, lại giáng cho Ukraine một gáo nước lạnh. Bây giờ bên ải không biết là bình luận như thế nào nữa về cái sự việc này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Washington sẽ chấp nhận dỡ bỏ cấm vận nhằm vào Nga để giúp Ukraine đàm phán hòa bình và chấm dứt xung đột. Nhưng vấn đề là đấy là lời nói của phía Mỹ, nhưng mà lại lời nói này lại không phải là lời đề nghị của người Mỹ đối với người Nga. Không phải là lời đề nghị của người Mỹ đối với người Nga. Đấy, thưa với các bác là như thế. Và một số báo phương Tây đưa tin thế này: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được Mỹ bật đèn xanh để đưa ra đề nghị với Nga về việc dỡ bỏ cấm vận để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự. Trả lời phỏng vấn trên NBC News, ông Blinken xác nhận rằng ông Zelensky đã được dùng quân bài dỡ bỏ cấm vận trong đàm phán hòa bình với Nga. Trời ơi trời! Hôm trước đã chỉ chính Tổng thống Mỹ đã chỉ mặt nó là một con rối. Hôm nay thì đến lượt Ngoại trưởng Mỹ chỉ mặt thằng Tổng thống. Nói thẳng thế đó. Hay là nói từ thằng nữa hơi bất kính một tí nhỉ? Bất lịch sự một tí, chỉ mặt thẳng cái ông Tổng thống của Ukraine và nói
Này con trai, ta cho phép con được dùng điều kiện này với người Nga. Có đúng không ạ? Bởi vì bật đèn xanh cho phép mà, bật đèn xanh cho phép. Ông Blinken này ông nói là chính quyền của Tổng thống John Biden sẽ hỗ trợ người Nga tất cả những cái gì họ cần, không phải là để chống lại người Nga nữa, mà bây giờ cho một nhát từ đang trừ mây xanh, ông tướng đang tuyên bố rơi một nhát xuống đến địa ngục. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hỗ trợ người Ukraine tất cả những gì họ cần để chấm dứt xung đột với người Nga. Đây là một cái động thái rất là hay, rất là tốt, nhưng mà nghĩ về cái thể diện, cái đất nước và cái vị trí, cái tư thế của một con người đứng đầu đất nước, của một quốc gia nằm trong tay kẻ khác để họ điều khiển vòng 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 vòng. Mỹ cấm vận Nga nhưng Mỹ cho phép người Ukraine dùng cái điều cấm vận đấy để mặc cả với Nga. Nếu như anh chấm dứt thì tôi sẽ bảo với người Mỹ là tôi sẽ bảo với người Mỹ là dỡ bỏ cấm vận đấy anh. Tôi là bố của Mỹ đấy, nhưng mà không có, không biết là bố Mỹ hay là người ta bật đèn xanh cho nói thì đúng là bây giờ trở thành người ta xoa đầu cho này con trai, ta cho phép con dùng điều này, có phải không ạ? Ông ấy và ông ngoại trưởng ông ấy nói thế này: chúng tôi theo dõi xem Ukraine đang làm như thế nào và họ muốn làm gì. Nếu muốn đàm phán khôi phục hòa bình, chấm dứt xung đột với việc dỡ bỏ cấm vận thì chúng tôi cho phép. Chúng tôi theo dõi xem người Ukraine đang làm thế nào và họ muốn những gì, họ muốn làm gì. Nếu muốn đàm phán khôi phục hòa bình, chấm dứt xung đột với việc dỡ bỏ cấm vận thì chúng tôi cho phép. Các bạn nghĩ thế nào? Thì từ đầu cuộc chiến đến bây giờ thì ta thấy là Mỹ và các đồng minh làm tất cả những cái gì có thể làm tăng trọng lượng của Ukraine trên bàn đàm phán, phải không ạ? Tăng trọng lượng lời nói, tăng giá trị, tăng vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Họ làm nhiều lắm, nhưng đến cái giờ phút là cảm thấy là gì? Chán ngán quá với cuộc chiến này rồi. Người Nga chưa biết là có sa lầy hay không, nhưng mà bao nhiêu chi phí của người Mỹ và phương Tây đã đổ vào đấy, rồi họ bắt đầu ngấy lên tận cổ và phải đối mặt với cái cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại đất nước của chính họ. Bây giờ họ trở nên ngán ngẩm và bắt đầu xoa đầu các con trai, phải không ạ? Và người Mỹ nói thế này: Mỹ sẽ không áp đặt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt nhằm tác động lên hành vi của Nga. Mỹ sẽ không áp đặt vĩnh viễn các biện pháp trừng phạt nhằm tác động lên hành vi của Nga. Đấy chính là lời của ông Blinken, ông Ngoại trưởng Mỹ. Khi ông đưa ra cái tuyên bố để như vậy để trả lời câu hỏi người dẫn chương trình trên cái đài NBC News ấy, thì liệu rằng bây giờ đàm phán dỡ bỏ cấm vận với Nga liệu có phù hợp hay không? Thì ông ấy khẳng định rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nắm quyền hay không là do người Nga quyết định. Ông ấy tránh luôn. Ông ấy lại trả lời vào câu hỏi phụ. Ông ấy bắt đầu rửa mặt cho ông Biden là phải hất cẳng ông Putin đi khỏi cái ghế đi. Và ông ấy nói một cách rất là đẹp đẽ nhân đạo thế này: các bạn thấy đấy, xung đột dẫn đến những cái chết, sự hủy hoại là điều tồi tệ và cần phải chấm dứt. Cho dù người Nga đang hứng chịu thất bại trong chiến dịch quân sự ở Ukraine hay không, cũng nên chấm dứt. Dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Nga cũng là cách mà Mỹ và phương Tây giải quyết những rào cản trong quan hệ hợp tác kinh tế và năng lượng với Nga.
Dỡ bỏ cấm vận nhằm vào Nga cũng là cách để Mỹ và phương Tây giải quyết những rào cản trong quan hệ hợp tác kinh tế và năng lượng với Nga. Hãy dừng lại, không đánh nhau nữa. Zelensky nghe chưa con trai? Đấy chính là cái lời của người Mỹ muốn nói với Tổng thống Ukraine. Đấy là, đây là không phải là bên này nói bậy nhé. Bên này căn cứ là cái góc nhìn của mình nó như thế. Để mà bên ải bình luận rằng thì là như vậy. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe clip vui vẻ buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.